Phật dạy, này thiện hiện vì chân như của sắc sâu xa nên sắc cũng sâu xa, vì chân như của thọ tưởng hành thức sâu xa nên thọ tưởng hành thức cũng sâu xa, này thiện hiện vì chân như của nhãn xứ sâu xa nên nhãn xứ cũng sâu xa, vì chân như của nhĩ tĩ thể thân ý xứ sâu xa nên nhĩ tĩ thể thân ý xứ cũng sâu xa, này thiện hiện vì chân như của sắc xứ sâu xa nên sắc xứ cũng sâu xa, vì chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ sâu xa nên thanh hương vị xúc pháp xứ cũng sâu xa này thiện hiện vì chân như của nhãn giới sâu xa nên nhãn giới cũng sâu xa vì chân như của nhĩ tý thể thân ý giới sâu xa nên nhĩ tý thể thân ý giới cũng sâu xa này thiện hiện vì chân như của sắc giới sâu xa nên sắc giới cũng sâu xa vì chân như của thanh hương vị xúc pháp giới sâu xa nên thanh hương vị xúc pháp giới cũng sâu xa này thiện hiện vì chân như của nhãn thức giới sâu xa nên nhãn thức giới cũng sâu xa vì chân như của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới sâu xa nên nhĩ tĩ thể thân ý thức giới cũng sâu xa này thiện hiện vì chân như của nhãn xúc sâu xa nên nhãn xúc cũng sâu xa vì chân như của nhĩ tĩ thể thân ý xúc sâu xa nên nhĩ tĩ thể thân ý xúc cũng sâu xa này thiện hiện vì chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra sâu xa nên các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng sâu xa vì chân như của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra sâu xa nên các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng sâu xa